chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đối thoại trực tiếp phát thường kỳ trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào tối thứ tư tuần thứ hai hàng tháng. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thì cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được gần 4 năm. Ban vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh Nghệ An, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đơn vị chủ trì và Sở Công Thương Nghệ An, ngành chủ quản, đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động hưởng ứng cuộc vận động đạt nhiều kết quả. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành và toàn xã hội, khẳng định vai trò, năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thể hiện quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong điều chỉnh các giải pháp kích cầu để góp phần định hướng, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Vậy cụ thể, kết quả sau gần 4 năm thực hiện cuộc vận động này ở Nghệ An như thế nào và người tiêu dùng đã hưởng ứng cuộc vận động ở mức độ nào, còn những khó khăn tồn tại vướng mắc gì và những giải pháp nào để có thể triển khai cuộc vận động có những hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới, thì trong cuộc đối thoại trực tiếp ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng là các vị sẽ trao đổi một cách thẳng thắn và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong thời gian triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ở tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu hỏi của quý vị liên quan đến vấn đề giá cả, chất lượng, xuất xứ hàng hóa và xoay quanh việc triển khai cuộc vận động người ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua điện thoại nóng của chương trình 0383 835 831. Xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại 0383 835 831. Trước khi cùng trao đổi với các vị khách mời thì xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Siêu thị Bixi Vinh, trung tâm mua sắm lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh. Hàng Việt ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trên các gian hàng ở đây. Ở siêu thị Bixi Vinh thì là hàng Việt Nam chiếm 95%. Rồi nó chủ yếu là hàng thực phẩm tươi sống, hàng về tiêu thụ nhanh và bộ phận phí thực phẩm ấy, thì là cũng rất nhiều cái hàng Việt của mình. Trên địa bàn thành phố Vinh, những cửa hàng Made in Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trong vài năm trở lại đây với mật độ ngày càng dày đặc hơn. Còn đây là một đợt bán hàng theo chương trình đưa hàng Việt về nông thôn do Sở Công Thương Nghệ An chủ trì, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại thị trấn huyện Nam Đàn của siêu thị Bixi Vinh diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua. Các mặt hàng được bày bán ở đây là hàng may mặc, giày dép, đồ gia dụng, đồ điện, đều là hàng Việt với xuất xứ chủ yếu là các nhà máy doanh nghiệp sản xuất trong nước. Với chính sách ưu đãi bán đúng giá cộng với làm tốt công tác tuyên truyền nên đã thu hút khá đông người dân ở Nam Đàn và các vùng phụ cận đến mua hàng. Vào đấy đi một vòng rồi thấy ra là công ty là đưa hàng về đấy để phục vụ đồng bào xã thành phố, thì đấy là một cái rất thiết thực, là vì vừa rồi là nông dân lo gặt hại bao nhiêu việc, hôm nay là được rảnh một chút là được đi mua hàng đấy, hàng phải giá, đặc biệt là hàng đấy không có hàng Trung Quốc, tức là cái hàng mà người ta rất ngại, mà đấy là hàng thấy hàng của Việt Nam cả, thì tôi cảm thấy rất hài lòng. Siêu thị đi về hàng đợt mà hết, về ở Đô Lương thì hết, có hàng này về, hàng về vẫn bán mạnh, cả cái này dâu ăn với gì vẫn khuyên mài nhiều, họ mua nhiều chứ, ở Bình Dương người ta dùng hàng Việt nhiều chứ, đó họ vẫn mua nhiều hơn hàng Tàu. 4 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Một điều đáng mừng là hàng Việt đang dần trở thành lựa chọn số 1 của nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn miền núi, thậm chí là ở cả vùng sâu vùng xa. Nhất là đối với các mặt hàng quần áo trẻ em, các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như nước mắm, mì chính. Tôi bán hàng ở trên internet toàn những cái hàng của Việt Nam có thương hiệu để bán cho bà con. Còn những cái hàng như của xuất xứ ở ngoài không có, không rõ nguồn gốc thì chúng tôi cũng không mặc. Vấn đề là cái chất liệu hẳn
Nói chung là mặc con cảm giác không dễ chịu thoải mái. Tốt nhất là hàng Việt Nam thì đảm bảo hơn. Còn khi muốn như thì là kiểu cái hàng thằng Make in China thì vẫn cứ nói chung là không có tính nào. Theo số liệu thống kê, tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giày có tới 80% người ưa chuộng. Nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 50% người ưa chuộng. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một số hình ảnh về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong thời gian qua ở tỉnh Nghệ An. Trước hết xin được hỏi ông Nguyên ạ, ông có thể cho biết là ban vận động cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì bao gồm những ban ngành nào? Thưa đồng chí và các bạn truyền hình thân mến, cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Bộ Chính trị tổ chức vào tháng 7 năm 2009. Cuộc vận động được triển khai và thành lập ở hai cấp, cấp trung ương và cấp tỉnh. Cấp trung ương thì do Ban Bí thư quyết định, và cấp tỉnh thì do Ban Thường vụ tỉnh quyết định. Tại tỉnh Nghệ An của chúng ta thì có 22 thành viên trong ban vận động, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng ban. Các thành viên là đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Công thương, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và một số sở ban ngành chức năng liên quan tham gia, trong đó có hội doanh nghiệp tiêu biểu của Nghệ An cũng tham gia trong cái ban vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh Nghệ An của chúng ta. Vâng ạ. Trong 4 năm qua thì ban vận động của tỉnh đã triển khai công tác chỉ đạo như thế nào để cuộc vận động có hiệu quả, và ông có thể đánh giá khái quát là sự hưởng ứng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với cuộc vận động này như thế nào? Phải nói rằng sau gần 4 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì ban chỉ đạo mà nay là ban vận động của tỉnh đã triển khai khá đồng bộ một cách thiết thực các cái chủ trương của trung ương, đặc biệt là cái thông báo kết luận số 264 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, và cả cái chủ trương và cả cái hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như ban chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là ban chỉ đạo và ban vận động của tỉnh đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng như Ủy ban nhân tỉnh ban hành nhiều cái chủ trương và các cái biện pháp để triển khai thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo các cấp cơ sở thực hiện một cách đồng bộ và có kết quả. Do đó mà nhận thức của các cấp các ngành trong hệ thống chính trị được nâng lên một cách rõ nét, và đặc biệt là cả xã hội rất quan tâm và hưởng ứng cuộc vận động này, và cuộc vận động này đi thực sự đi vào cuộc sống và có kết quả đáng trân trọng. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Có thể nói rằng là trong thời gian qua thì ngành công thương Nghệ An đã có rất là nhiều hoạt động và triển khai rất là phong phú, đặc biệt là cái hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn. Thưa ông Nguyễn Tài Dũng ạ, ông theo như ông đánh giá thì những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đã tương xứng với kỳ vọng và nỗ lực của ngành chưa? Trước tiên thì với tư cách là thành viên của ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh thì ngành công thương cũng lại xây dựng một cái chương trình hành động để thực hiện cái cuộc vận động này. Và chúng tôi xác định rằng đấy là một cái cuộc vận động rất là lâu dài, rất khó khăn và phức tạp. Và chính vì lẽ đó cho nên chúng tôi tập trung thứ nhất là tăng gọi là làm tốt cái công tác tuyên truyền trên các cái ấn phẩm, ví dụ như bản tin công thương, trang truyền hình công thương, rồi thì trang web, và mới đấy thì chúng tôi xây dựng và ra mắt cái sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu và quảng bá các cái sản phẩm của là hàng Việt nói chung và các cái loại mặt hàng khác. Cái thứ hai nữa là tổ chức các cái hoạt động khuyến mại. Thì trong 4 năm qua thì chúng tôi đã tổ chức được khoảng là 9.000 cái chương trình khuyến mại và có giá trị khoảng trên 64 tỷ đồng. Và đã là tổ chức là chấp nhận cho 60 chương trình khuyến mại máy rủi với có cái giá trị là khoảng là 8 tỷ đồng. Cái thứ ba là tăng cường thì công tác tổ chức thì các cái hội chợ thương mại đấy, thì như vậy là trong 4 năm qua thì tổ chức khoảng gần 50 cuộc hội chợ, trong đó có một cái cuộc hội chợ quốc tế để giới thiệu các cái sản phẩm hàng hóa. Cái thứ năm là tăng cường cái công tác là kiểm tra kiểm soát thị trường để là làm cho cái môi trường là hoạt động là các cái sản phẩm là chống các cái hàng giả, hàng nhái, rồi thì hàng kém chất lượng.
Và cái thứ sáu là tổ chức các cái chương trình hàng Việt về nông thôn, như lúc nãy là chúng ta đã xem cái video clip đấy, thì được sự gọi là hưởng ứng của khoảng chừng hơn 20 doanh nghiệp, và có rất nhiều các cái chủng loại hàng hóa, ví dụ như là các doanh nghiệp như Big C, rồi công ty Việt Lào, chi nhánh Intimex Nghệ An, rồi công ty Vạn Phần, một số các công ty khác để tham gia rất là tích cực trong cái chỗ này. Tuy nhiên là để có đạt được kỳ vọng hay không thì chúng tôi cũng xác định là đấy là còn lâu dài và cần phải tiếp tục là làm nhiều hơn nữa, bởi vì là thứ nhất là các cái hàng hóa ở nước ngoài thì khi người ta đi vào thì thứ nhất là họ liên tục thay đổi màu mạ, thứ hai là nhiều khi cũng có những cái giá thành nó phù hợp, và họ là thậm chí là phù hợp đấy, có nhiều khi là họ có những cái chiến lược khác mà mình chưa tính trước được. Ví dụ như những cái hàng mà từ xuất xứ từ các nước láng giềng ra, một cái công xưởng rất lớn của thế giới, một cái áo có thể là làm hết 150.000 nhưng mà vì lỗi hoặc là vì gì đấy thì họ bán sang mình chỉ có 50.000 thôi. Thế thì như vậy rõ ràng là các cái doanh nghiệp, cái thứ hai nữa là cũng phải khẳng định một điều rằng là các cái doanh nghiệp trong nước của mình là chưa thực sự quan tâm đến cái việc là thay đổi màu mà này, rồi thì là tìm hiểu cái thị hiếu của người tiêu dùng và để làm thế nào để phù hợp với điều đó. Cái thứ ba nữa là cũng lúc nãy tất nhiên anh Nguyên thì cũng có nói rằng là cái việc vào cuộc của tất cả các cấp ủy chính quyền địa phương, nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn có một số nơi là chưa thực sự quan tâm đến cuộc vận động này, chưa làm tốt cái trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện vận động. Vâng, chúng ta sẽ bàn sâu những cái vấn đề này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thưa ông Sơn ạ, ông vừa là nhà sản xuất, vừa là người đại diện cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thế thì cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa lưu thông trên địa bàn, thì ông có ý kiến gì về quyền lợi cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ạ? Nếu như mà xét về cái khía cạnh quyền lợi thì theo tôi là quyền lợi phải đặt về người tiêu dùng lên trên quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp. Mà quyền lợi của người tiêu dùng đấy thì phải đạt đến cái gì? Thứ nhất là nói về giá cả, thứ hai là nói về chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm, cái thứ ba là mẫu mã hàng hóa và chủng loại hàng hóa, đa chủng loại, cái thứ tư là tính kịp thời, và cái thứ năm là tính nhất quán. Thì theo tôi mà nghĩ rằng là nếu như ta làm tốt và để đạt được cái năm cái tiêu chí này thì chắc có lẽ là cái cuộc vận động ta sẽ rất là tốt. Nhưng mà ta hiểu rằng là không có ai mà đáp ứng được một lúc đều năm cái tiêu chí như vậy, thì chính vì không đạt được cho nên là tạo ra sự cạnh tranh. Mà tạo ra sự cạnh tranh rồi thì mình phải nên có một phép so sánh rất sòng phẳng giữa hàng nội và hàng ngoại. Theo quan điểm tôi thấy thế này, nếu như các nước phát triển á, thì bao giờ họ đưa cái tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, giá cả mình xếp thứ hai. Vâng. Ta xếp hai cái mặt, nắm cái tiêu chí đó thì mình xếp lấy hai cái tiêu chí lớn nhất, đó là giá cả và chất lượng và nguồn gốc của hàng hóa. Thì bây giờ ta phải xét thế này, giả sử ta lấy cái loại hàng mà nó tương đồng với hàng Việt Nam đi, đó là ta lấy hàng Trung Quốc, bởi vì hàng đó là hiện bây giờ chiếm thị phần lớn nhất ở tại Việt Nam ta. Thì ta có thể là cho rằng là hàng Trung Quốc rẻ hơn hàng Việt Nam đi, nhưng mà xét trở lại là nguồn gốc và chất lượng thì ta có bảo đảm được cái hàng Trung Quốc mà chất lượng hơn hàng Việt Nam không? Ta phải hiểu một cái nguyên lý rằng ấy, là cái chất lượng mà giá cả càng thấp ấy, thì chất lượng càng là tỷ lệ thuận với giá cả. Như vậy là giá thấp thì chất lượng nó cũng đi thấp kèm theo giá. Thứ hai là vấn đề nguồn gốc. Thì nguồn gốc xuất xứ của ta thì rất là rõ ràng, các cái công ty của chúng ta ở đấy ấy, thì có xuất xứ, có kiểm định rất là chặt chẽ. Mà hàng của Trung Quốc đưa về ấy, thì xuất xứ của chúng ta không rõ ràng. Chính vì vậy nếu như đưa ra một phép so sánh ấy, mình mua một cái hàng gì đó mà để bảo đảm cho sức khỏe chúng mình mà giá có cao hơn một chút mà cái độ tin cậy nó lớn hơn, thì chúng tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng người ta sẽ nghiêng về cái mà có chất lượng. Vâng. Cũng như chúng ta hiện nay đang làm thì cách đây khoảng hơn 30 năm, Hàn Quốc người ta cũng đã làm có một cái chủ trương về người Hàn Quốc dùng hàng Hàn Quốc. Và để đến đạt được cái đến bây giờ thì người Hàn Quốc đã đến được một lúc đó là người ta trở thành một cái tiềm thức của trong người ta rồi. Nên là người ta vào siêu thị thì đầu tiên là người ta nhìn hàng Hàn Quốc, là người Hàn Quốc ấy. Thì bây giờ ta đang bắt đầu, ta làm cái chương trình này từ năm 2009.
tức là theo cái thông báo của Trung ương là 264/31/7/2009 thì ta bắt đầu làm chương trình này. Và trong cái chương này cũng nói rất là rõ, trong đó thể hiện được cả cái quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp. Vâng. Cái mục tiêu nói rất là rõ ràng, đó là chúng ta hàng của chúng ta là trong cái nội dung đó thì nói rõ là thứ nhất là kêu gọi cái lòng yêu nước, từ lực từ cường, từ tôn dân tộc. Thì đó là cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Thứ hai nữa là tạo ra một cái văn hóa mua sắm cho người Việt. Cái thứ ba nữa là tạo cho nhiều những cái sản phẩm, sản xuất nhiều những sản phẩm cho xã hội. Thì ta hiểu một cách nôm na rằng á, bây giờ nếu như người Việt Nam ta mà dùng hàng Việt Nam thì cái đầu tiên á là chúng ta giảm bớt được nhập siêu. Thứ hai là tổ chức sản xuất tại Việt Nam á, thì cái lợi nhuận nằm ở nơi doanh nghiệp, đó là quyền lợi của doanh nghiệp. Và thúc đẩy cái nền sản xuất của trong nước. Thúc đẩy nền sản xuất trong nước, tạo được công ăn việc làm trong nước, tạo nên an sinh xã hội tốt hơn. Vâng. Thì đó là cái mục tiêu và cái quyền lợi của doanh nghiệp đi sau. Vâng. Với cái mục tiêu và quyền lợi như vậy thì theo như ông đánh giá là cộng đồng doanh nghiệp ở Nghệ An đã tham gia vào cuộc vận động này như thế nào? Doanh nghiệp Nghệ An thì cũng đã tham gia vào cái chương trình này cũng khá lâu. Tôi thì cũng là một trong những thành viên của cái ban vận động này. Và chúng tôi cũng được tổng kết hàng quý, hàng tháng và hàng năm. Thì qua cái tổng kết thì chúng tôi cũng biết thế này này, doanh nghiệp đã tham gia và thể hiện rất là tham gia tất cả các cái hội chợ. Rồi tham gia hàng đưa đến vùng cao. Nhưng thể hiện cái tính quyết liệt của doanh nghiệp chưa, thì tôi khẳng định một điều là chưa có. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, như chúng tôi đã trao đổi ở phần đầu của chương trình thì bên cạnh những cái kết quả đã đạt được thì vẫn còn những cái tồn tại bất cập, vướng mắc, hạn chế mà nảy sinh trong quá trình triển khai của vận động người ưu tiên, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn băng phóng sự. Chị Hà là người bán hàng ba lô, túi kéo, cặp đựng tài liệu ở chợ Vinh đã nhiều năm nay. Theo chị, người mua hàng giờ đã có xu hướng lựa chọn hàng Việt nhiều hơn. Tuy nhiên, theo chị, hàng Việt dù đã có nhiều thay đổi về chất lượng, mẫu mã, nhưng so với hàng Trung Quốc thì vẫn còn có nhiều bất lợi về cạnh tranh. Vì thế, doanh thu của chị chủ yếu vẫn là từ bán hàng Trung Quốc. Thì tất nhiên là hàng Việt Nam thì nếu mới nếu thì đa dạng nó bằng được hàng Tàu. Hàng Tàu hơn đa dạng hơn chứ. Đấy, bán về cả cảm bán cấp kẹo với gì cũng được chứ. Là cái hàng Việt Nam thì cũng có nhưng mà đắt, nếu mà so với hàng Việt Nam đắt, chỉ có hàng Tàu đó thì hình lì nếu cập kéo với thì lì là hàng Tàu hình đa dạng mà lì màu màng đẹp, giá cả thì giá mà không có hết, một năm mới bán được 30-30 triệu tiền hàng Việt Nam cập kéo, còn hàng Tàu thì đấy bán nhiều lắm rồi, bán tiền tỷ. Chợ Vinh có thể xem là chợ đầu mối lớn nhất ở Nghệ An. Tại đây có đủ loại hàng hóa, từ quần áo, giày dép, túi sách đến các loại lương thực, thực phẩm, rau quả. Nhìn vào có thể thấy hàng Việt Nam vẫn chiếm một thị phần khiêm tốn bên cạnh hàng ngoại, nhất là hàng Trung Quốc. Thị trường hàng Trung Thu những ngày này đang rất nhộn nhịp. Đi đến đâu cũng thấy bày bán đủ loại đồ chơi, nhất là các loại đèn Trung Thu. Thế nhưng trong số này, phần đa, nếu không nói gần như tất cả, đều có xuất xứ từ Trung Quốc, kể cả ở siêu thị Bixi, nơi có đến 95% hàng Việt. Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng cao vẫn còn một số hạn chế. Việc tổ chức bán hàng mới chỉ dừng lại tại các trung tâm huyện, thị trấn, cụm xã, mà chưa thể phục vụ bà con các dân tộc ở những xã, khu dân cư vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Ở những phiên chợ vùng cao, không khó khăn gì khi tìm các mặt hàng quần áo, giày dép, đồ điện tử, gia dụng và cả bánh kẹo, hoa quả xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Thái Lan, nhưng lại khó tìm những mặt hàng mang thương hiệu Việt. Trong khi người dân nông thôn, nhất là vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn, việc giá thành một sản phẩm cùng loại rẻ hơn từ 500 đến 1.000 đồng cũng là điều khiến họ quan tâm. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam không chỉ có ý nghĩa với người tiêu dùng Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm cũng như bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt
Thế nhưng ở Nghệ An, số doanh nghiệp tham gia vào cuộc vận động còn quá khiêm tốn. Chưa có những doanh nghiệp mạnh, vẫn là mạnh ai nấy làm, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Vâng ạ, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của anh Dương Xuân Thanh ở thành phố Vinh hỏi Sở Công Thương. Thực tế chúng tôi thấy chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn ở tỉnh ta hiện đang mang tính chất buôn chuyến và thăm dò. Sở Công Thương có chiến lược nào để chương trình đưa hàng Việt về nông thôn một cách bài bản hơn không ạ? Vâng, thưa ông Dũng. Thứ nhất là cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn thì thực sự là mỗi năm chúng tôi chỉ tổ chức được khoảng từ 10 đến 15 cuộc thôi. Bởi vì nó có cái lý do thứ nhất là cái kinh phí để hỗ trợ cho chương trình nó cũng rất là hạn hẹp. Ví dụ như 4 năm qua thì tỉnh Nghệ An thì mới hỗ trợ toàn bộ các cái chương trình đó khoảng 300 triệu đồng để là hỗ trợ cho cái tiền xăng xe đối với những cái doanh nghiệp đi vào những cái điểm xa, rồi hỗ trợ cho cái gọi là tổ chức một cái cuộc như vậy cũng rất là ít đòi. Thế những cái doanh nghiệp tham gia này thì họ cũng gặp khó khăn trong cái việc ví dụ như đi xa như vậy thì họ phải tăng thêm người này, rồi thì họ phải trả tiền lương này, rồi chi phí bảo vệ này, ăn nợ đi lại, thì họ cũng gặp khó khăn. Chính vì lẽ đó cho nên là những cái cuộc hàng Việt này thì thường là mỗi năm, mỗi địa phương, mỗi huyện như vậy thì tổ chức được 1-2 cuộc, thì so với cái địa bàn của tỉnh Nghệ An rộng lớn như thế này thì chắc chắn là nó cũng chỉ mang cái tính chất tuyên truyền là cơ bản mà thôi. Thế thì rõ ràng là để làm được cái việc này thì như tôi đã nói lúc nãy là rõ ràng là phải cần có cái sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy chính quyền địa phương để làm cho cái cuộc vận động này nó phải gọi là và cả người dân nữa, tức là phải ý thức được cái điều này. Chứ thực ra thì những cái chuyện hàng Việt này giống như là như kiểu cái mì chính là gọi là bỏ vào một cái nồi cánh, nó mình cứ hiểu là như vậy. Và chúng tôi cũng rất là cố gắng và các doanh nghiệp cũng rất là cố gắng, nhưng mà ở hiện nay nó cũng đang ở cái mức độ như vậy. Vâng, một câu hỏi nữa của khán giả là hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn còn xuất hiện bày bán nhiều trên thị trường. Sở Công Thương có những biện pháp gì để giúp người tiêu dùng phân biệt giữa hàng Việt và hàng lậu? Cái câu hỏi này thì thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình phải nói là hàng lậu chẳng hạn. Thì mình hiểu là cái giữa cái hàng giả và cái hàng lậu thì nó khác nhau. Hàng lậu thì có thể là vẫn hàng thật, vâng, nhưng mà vì là họ không nộp thuế rồi họ bán về cái giá có thể là thấp chẳng hạn, ví dụ như thế, nhưng mà họ trốn thuế. Còn cái hàng giả tức là gì? Ví dụ như là bây giờ nước mắm Vạn Phần chẳng hạn, thì nhưng mà lại không phải của công ty Vạn Phần sản xuất mà lại có một cái anh nào đấy sản xuất ra, thế thì như vậy đây là hàng giả. Thế thì mình chống là chống ví dụ như là cái hàng có cái nhãn mác đã có thương hiệu rồi thì mình phải so sánh so với lại cái gốc của nó, ví dụ như là nó có khác xa hay không, hoặc là có khác cái gọi là cái gốc không. Thì thực ra cái việc này đối với người dân bình thường thì người ta thường á, người ta gọi là cảm quan bằng mắt thường, nhìn qua màu sắc hoặc mùi vị hoặc nào kia để người ta. Còn các cơ quan chức năng thì rõ ràng là chúng tôi có chi cục quản lý thị trường liên tục là kiểm tra kiểm soát trên các cái địa bàn, nếu như phát hiện ra thì chúng tôi tập trung là chống hoặc là thu hoặc là xử lý. Còn những người dân mà thấy rằng là có những cái hàng hóa mà hàng giả chẳng hạn thì đề nghị báo cho chi cục quản lý thị trường hoặc là các cái phòng công thương cả quyền để là coi như là mình chống lại cái việc đó. Còn cái việc chống hàng lậu thì đấy là cái nhiệm vụ chuyên môn của chi cục quản lý thị trường, là họ có là gọi là nhiệm vụ chính, họ có cái nhiệm vụ chức năng này. Thực ra thì cái đó là chỉ có những cái cơ quan chức năng làm được thôi, chứ còn người dân thì cũng Tuy nhiên là ví dụ như là đợt này đang chuẩn bị đến Trung Thu chẳng hạn, thì ở trên thị trường ngập tràn hàng đồ chơi các thứ của Trung Quốc và rất là hiếm hoi các cái hàng Việt Nam. Vậy thì ông với những cái mặt hàng này thì nó có phải là hàng lậu không ạ, hay là hàng chính thống ạ, và ông có suy nghĩ như thế nào? Thứ nhất là nó có, thứ nhất là tùy loại. Ví dụ như là có những cái loại hàng mình cấm nhập chẳng hạn, thì rõ ràng là nếu như nhập khẩu ví dụ như những cái hàng súng bắn hoặc là nó kia này khác chẳng hạn, thì đấy là rõ ràng là mình cấm, thì như vậy đó là cái hàng lậu và nó nhập lậu thôi. Còn tất nhiên nếu như những cái hàng sinh hoạt bình thường họ vẫn cứ nhập khẩu bình thường thì họ vẫn có quyền là lưu thông, nếu như cái hàng đó mình không cấm.
Vấn đề ở cái chỗ đấy là thực tế là chúng tôi thấy rằng là thực ra thì cái hàng hóa của Trung Quốc thì họ thay đổi cái màu mã rất là bắt mắt và rất là luôn luôn thay đổi, làm cho cái thị hiệu của cái người tiêu dùng, mặc dù có khi mình cũng không muốn đâu, nhưng mà vì thấy nó lạ, thấy nó giá thành nên nó lại phù hợp, ví dụ như thế. Vì thì thành thử là cái này cũng là một vấn đề. Chính vì lẽ đó những cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chúng tôi xác định ngay từ đầu là cũng vấn đề rất là lâu dài, rất khó khăn mà cũng phải liên tục cố gắng. Vâng. Liên quan đến vấn đề này thì tôi muốn hỏi ý kiến của ông Sơn, đó là như chúng ta đã trao đổi thì ví dụ như hàng đồ chơi của Trung Quốc thì vừa là mẫu mã đa dạng, nhìn bắt mắt, lại giá thành hợp lý, tức là rẻ hơn hàng Việt Nam. Và năm nào cũng vậy, đến Trung Thu thì chúng ta nói nhiều về vấn đề này, nhưng mà cái vấn đề này nó gần như là không giải quyết được. Và các cái mặt hàng của Việt Nam thì vừa ít lại vừa giá thành cao hơn. Vậy thì về phía là cũng là một cái doanh nghiệp sản xuất thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Có phải là chúng ta không thể cạnh tranh được với hàng ngoại hay là hàng Trung Quốc? Cụ thể là về cái vấn đề mà hàng của chúng ta như các anh như anh Dũng và anh Nguyễn cũng đã nói, về cái vấn đề xét về mặt mẫu mã hàng hóa và đa dạng và hàng hóa thì hàng Trung Quốc nó đa dạng hơn ta phải thừa nhận như vậy. Mẫu mã nó còn đẹp, đúng không? Đa dạng hơn nhiều. Thì mình xét về góc độ đó là như vậy. Nhưng mà có một cái góc độ về chất lượng, như lúc này tôi đã nói rồi, chất lượng đi kèm theo. Thì tôi cũng để thông báo cho chị biết rằng là tôi có một người anh bạn tôi ở Trung Quốc. Có kể cho tôi rằng là, có điện cho tôi nói rằng là anh ơi, trong dịp hàng Trung Thu này, anh tuyệt đối đừng mua bánh Trung Quốc cho cháu anh nhé. Thì tôi hỏi lại thì anh ta nói rằng là bên này họ khảo nhau rằng là sản xuất ra bánh Trung Thu của cái năm này là để xuất về cho Việt Nam, xuất bán cho Việt Nam, chứ còn người Trung Quốc người ta không ăn. Để đặt cái câu hỏi như vậy thì tôi hỏi lại anh, bảo là thế như vậy là trong đó phải có cái tạp chất gì chứ, có cái gì đó mà người ta đã kiêng không ăn thì tại sao là họ đưa về Việt Nam được. Thì tôi nghĩ rằng những nguồn thông tin này cũng là nguồn thông tin rất là quý để chúng ta phải phổ biến được cho người dân hiểu được tại sao là người ta sản xuất ra mà người ta không dám ăn để bán về cho ta. Thì cái đó là cũng như cái ý chị nói đó, tại sao nó cứ triền miên như vậy mà chúng ta không thể giải quyết được ạ? Tức là cái đó cũng một phần là do người tiêu dùng của chúng ta nữa, đúng không ạ? Người tiêu dùng của chúng ta ham rẻ. Vâng. Đó. Vâng. Và thứ hai thiếu thông tin. Đó. Vâng. Và tuy nhiên bên cạnh đó thì về phía doanh nghiệp cũng phải có những cái nỗ lực, đúng không ạ? Để có thể cạnh tranh được với các cái hàng hóa ở bên ngoài vào. Bản thân doanh nghiệp thì nó cũng có hai vế. Một vế là doanh nghiệp kinh doanh rất là chính đáng. Và ngược lại có một cái dạng nữa là doanh nhân mà kinh doanh thiếu lành mạnh. Thì như vậy là doanh nhân mà kinh doanh chính đáng, người ta sản xuất những cái mặt hàng đó ở tại cái địa bàn Việt Nam ta. Thì như vậy là nó có xuất xứ này, có chất lượng này, có nguồn gốc rất là đầy đủ. Thì chúng ta bán hàng như vậy thì chắc chắn là giá cả nó sẽ cao hơn đối với hàng Trung Quốc. Còn hàng Trung Quốc đã không có về cái nguồn gốc xuất xứ thì chắc chắn cái đầu vào của hàng nó cũng đã kém đi. Mà người doanh nhân cũng đã mà đi buôn cái loại hàng đó mà thiếu lương tâm một chút nữa thì tìm mọi cách để hàng rẻ, mua hàng rẻ về nhập về để như vậy bán cho người dân. Thì đó là cũng gây ra một cái khổ cho những người dân. Tôi gọi ý kiến chỗ này, tôi thấy thế này anh Sơn, tức là các cái doanh nghiệp của mình cũng chưa thực sự quan tâm vào các cái sản xuất các cái mặt hàng, ví dụ như đồ chơi trẻ em. Đúng rồi. Rõ ràng là thực sự mình chưa đặt một cái sự quan tâm gọi là đúng mức đối với vấn đề này, nghĩa là mình bỏ ngỏ, thành thử cái thị trường này nó mới bị bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ thì như vậy hàng ngoài nó mới vào. Nhưng nếu như giả sử mình làm sản xuất tốt, có hàng tốt thì không lý gì mà người dân lại là mua bên ngoài. Tôi nói ví dụ ngày xưa bia chẳng hạn, bia của Trung Quốc các đây, bây giờ bia của ta tốt thì bia họ lui hết, đẩy lui hết. Thì rõ ràng ngày xưa cái quạt điền của Trung Quốc ấy, vào ta rất là mạnh, quạt MD chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ toàn bộ quạt điền của mình là họ lại thống lĩnh cái thị trường. Ví dụ như thế để nói rằng là rõ ràng là cái doanh nghiệp của mình chưa thực sự quan tâm đến, ví dụ như là cái mảng đồ chơi trẻ em thôi. Thì thực sự đấy là cũng là một cái mà các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý. Có một cái điều rằng là như anh trao đổi thì có một cái điều thế này. Bây giờ những doanh nghiệp mà như chẳng hạn ta lấy ví dụ như hàng đồ chơi trẻ em, thì bây giờ thì các nước như Trung Quốc người ta sản xuất rất là nhiều năm, người ta đã thay đổi màu mã và người ta sản xuất liên tục và không phải một nhà sản xuất mà rất nhiều sản xuất. Cho nên người ta thứ nhất là người ta có kinh nghiệm hơn về vấn đề sản xuất cái hàng đấy.
Thứ hai nữa rằng là nhiều nhà sản xuất, mỗi nhà sản xuất của họ chỉ sản xuất một vài chi tiết thôi, lắp ghép lại. Còn bây giờ ta mà sản xuất ra ở tại Việt Nam đó, bây giờ sản xuất ra một cái đồ chơi đơn giản thì nó cũng rất là nhiều những bộ phận trong đó. Mà mỗi một cái sản xuất hẳn một cái đồ chơi đầy đủ như vậy ấy, thì ở Trung Quốc nó nhiều nhà máy ghép lại để thành một cái, đó là cái chuỗi sản xuất người ta. Còn của ta không, chưa hình thành được cái chuỗi này, cho nên làm cho doanh nghiệp chúng ta sản xuất cũng không thể đua theo kịp đối với cái khả năng sản xuất về đồ chơi của Trung Quốc. Vâng, dư luận thì cũng có phản ánh là một số doanh nghiệp Việt Nam thì tiếp tay cho hàng Trung Quốc bằng cách là nhập hàng Trung Quốc vào và dán nhãn mác hàng Việt Nam để bán cho dân, thậm chí là bán với giá cao hơn. Thì ý kiến của ông như thế nào ạ, thưa ông Nguyên? Theo tôi thì dư luận về vấn đề này là có. Thực chất mà nói thì phải nói rằng là trong gần 4 năm chúng ta triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cũng như là cái thói quen của người Việt Nam bắt đầu dùng hàng Việt Nam theo thói quen cũng như những cái gì mà sinh ngoài đấy, thì cũng đã có những phần nào đó nó hạn chế hơn. Thứ hai nữa phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua thì cũng có cái này nó tác động cả hai mặt của vấn đề, tức là có cái chính sách kích cầu tạo điều kiện cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, thì đó là cái để rồi là giữa cái hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc nhập vào á. Nhưng mà cái tôi cho rằng đấy, như này như anh Dũng với anh Sơn cũng đã có cái trao đổi đấy, phải nói rằng bây giờ cái hàng của Trung Quốc nó tràn ngập vào Việt Nam của chúng ta rất là đa dạng, màu sắc, màu mạ và đủ chủng loại. Thì tất nhiên trong đó thì cái hàng Việt Nam của chúng ta sản xuất thì nó cũng chưa phải là nhiều, có những cái ta sản xuất chất đúng theo cái yêu cầu thị hiếu, chưa đảm bảo yêu cầu thị hiếu của người dân, cho nên cũng còn tác động rất là lớn đến cái vấn đề là giữa cái hàng nội và hàng ngoại. Mà bên cạnh đó thì nói rằng thế này, cái giá hàng của cái hàng Trung Quốc vào thì nhiều đấy, rất đa dạng và rất bắt mắt đối với người tiêu dùng, nhất là ở nông vùng nông thôn và đặc biệt là lớp trẻ. Nhưng mà giá cả của nó lại rất là vừa phải, vừa hợp với túi tiền của người Việt Nam. Thì đây là cái điều rất là cơ bản. Nhưng mặc dù đây, như khi anh Sơn nói một người bạn mà nói về cái thông tin cái chuyện bánh trung thu đấy, thì đấy cái yếu tố đó là chính là người dân của ta thì thích thị hiếu với cái xịn, với cái các cái mặt hàng và cái mẫu mã như vậy. Hai nữa là với cái giá cả, nhưng họ quên mất những cái chất lượng của nó bên trong của nó. Ví dụ như bây giờ có những hàng rau quả thực phẩm hay một số hàng trẻ đồ chơi của trẻ em, nó chất lượng rất kém, nhưng người dân vẫn cứ mua, biết rằng mua hôm nay ngày mai là phải thay vì mua ngày khác rồi. Nhưng mà bởi vì do cái túi tiền của người dân, hai nữa thiếu thông tin. Đây là những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Liên quan đến vấn đề này thì tôi muốn trao đổi một chút là như trong phóng sự chúng ta đã thấy thì có một số vùng miền là chúng ta chưa, tức là ở đó người dân người ta muốn mua hàng Việt Nam cũng khó, và ở đó thì tràn ngập hàng nhập lậu, rồi hàng Trung Quốc các thứ. Thế thì đặt ra ở đây một vấn đề rằng có phải là cái cuộc vận động của chúng ta chưa vươn được tới đó hay không, và người dân ở đó chưa được định hướng về mặt tiêu dùng, có đúng không ạ? Cái đó có phần đúng, bởi vì thực chất mà nói như vậy thôi, chứ cái cuộc vận động của chúng ta được triển khai thì nó đang nằm ở cái phạm vi của trong hệ thống chính trị nhiều hơn. Nhưng mà để đến các vùng sâu vùng xa, đặc biệt ở các vùng thôn nông thôn đó, thì chưa được nhiều. Hơn nữa là cái cuộc vận động này, cái ban vận động này của chúng ta chỉ ở hai cấp, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã không có. Cho nên là cái việc mà tuyên truyền để đưa cái việc chỉ đạo này vào cũng rất là hạn chế. Cho nên một số cấp ủy chính quyền một số nơi là trong cái đánh giá hoặc là chương trình hành động hàng năm thì chưa có những nơi, thậm chí có những nơi là chưa đưa vào. Cho nên là chưa nói là ở cái vùng sâu vùng xa, mà ở vùng đồng bằng của chúng ta cũng có những nơi như vậy. Thế thì cái vùng sâu vùng xa mà chưa đến đó là cũng là điều tất yếu thôi. Vâng. Liên quan đến quản lý nhà nước thì một số người dân mà chúng tôi phỏng vấn ấy thì là có nói rằng là bây giờ người dân người ta đi siêu thị rất là nhiều, bởi vì người ta cho rằng là ở siêu thị thì vẫn cái độ tin cậy về mặt chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và cái thời hạn của cái chúng ta hay gọi là đát ấy, của sản phẩm ấy, thì nó rõ ràng và có thể tin cậy được. Còn đi chợ thì nhiều khi là cái này nó cũng không được rõ, và kể cả là mặt giá cả cũng có thể là không đúng như là đúng giá của sản phẩm. Vậy thì đặt ra một vấn đề đây rằng là có phải là vấn đề quản lý nhà nước của chúng ta, mà cụ thể là quản lý thị trường chưa vào cuộc, tức là chưa vươn hết được, có phải không ạ? Cái câu chuyện này thì có lẽ vẫn là muôn thuở thôi, bởi vì thế này, thực sự thì cái việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực về giá cả này, về chất lượng hàng hóa
thì với một cái địa bàn như lúc nãy tôi nói là cái địa bàn của mình có 3 triệu dân và một cái tỉnh lớn gần như số 1 của Việt Nam. Tuy nhiên là cái lực lượng quản lý thị trường thì chỉ có 100 người thôi. Phương tiện thì rõ ràng là và gọi là kinh phí dành cho cái lực lượng này nó cũng ở một cái mức độ nhất định nào đó. Cái thứ hai nữa là cái việc gian lận thương mại thì nó liên tục thay đổi và họ thì cũng luôn luôn là gọi là giống như kiểu là luôn lách để tránh né, rồi thì vì lợi nhuận nó kia thì họ cũng vậy. Cho nên là rõ ràng là giữa hai vấn đề, một bên là cái lực lượng của mình cũng mỏng, nhưng một bên là cái cuộc gọi là chiến đấu này cũng càng ngày càng phức tạp. Vì lợi nhuận thì mọi người có thể làm, tuy nhiên là chúng tôi thì tôi nghĩ thế này, thực ra mà nói là đối với một số cái mặt hàng mà chúng ta gọi là làm chủ được á, thì không có đất cho cái hàng của nước ngoài vào. Ví dụ như tôi nói, ví dụ bây giờ chị thử tìm một cái lon bia giả ở trên cái đất Nghệ An này chắc là không thể có. Rất khó đấy. Rất khó, không thể có. Thì nhưng mà thì có, ví dụ như là đồ chơi trẻ em chẳng hạn thì có thể họ vào. Rồi thì những cái hàng hóa, những cái thực phẩm mà nó rẻ tiền thì có thể có, còn những cái hàng hóa mà mình làm chủ được thì chắc là không có. Cái thứ hai nữa là chính bản thân cái người tiêu dùng cũng phải ngày càng phải nâng cao cái khả năng của mình để nhận biết những cái điều đó. Và một cái điều nữa là tôi muốn nói rằng là cái câu chuyện của hàng Trung Quốc sang một nước khác, tôi nói là có rất nhiều người đi Mỹ, đi Đức vẫn cứ mua hàng mà trong siêu thị cũng đây, chứ không phải là của mình. Vấn đề là cái chỗ rằng là ở mình gần ở sát, thành thử là những cái hàng sang mình thì cái hàng nó không được tốt, không được như ý, chứ không phải là tất cả các hàng là đều cũng tốt. Mình cũng phải nhìn nhận một cách khách quan như vậy. Và những cái chỗ nào mà chúng ta để trống thì cái hàng của họ sẽ tồn vào. Đấy. Và thực sự thì lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi cũng rất là cố gắng. Trong 4 năm vừa rồi là đã kiểm tra là 15.000 vụ, sấp xỉ 15.000 vụ, và xử lý 11.000 vụ và thu phạt hơn 20 tỷ đồng trong cái lĩnh vực này. Chứng tỏ là rõ ràng là đấy là một cái cố gắng rất lớn của cái lực lượng quản lý thị trường trong những năm vừa qua. Tuy nhiên là vẫn như là có cái ý kiến rằng là ví dụ như những cái nơi sâu vùng xa nào kia này khác, thì rõ ràng là ví dụ như một cái đội quản lý thị trường có 10 người nhưng mà phụ trách từ Đỗ Lương cho lên đến Kỳ Sơn. Thế thì như vậy là cả một cái quãng đường dài như vậy mà có 10 con người thôi. Thì rõ ràng nếu như không có sự phối hợp của các cấp ủy chính quyền địa phương, các huyện, các xã, thì rõ ràng là lực lượng của quản lý thị trường cũng không thể là khám nổi. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vậy thì trong thời gian tới để cuộc vận động có hiệu quả hơn thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn băng phỏng vấn. Thì mong muốn là nói chung là có nhiều cái đợt hàng thế này để tạo điều kiện cho bà con tiếp cận hơn cái mặt hàng của Việt Nam, được biết đến hơn và giá cả hợp lý, sản phẩm thì chất lượng cao. Về việc kinh doanh Việt này thì theo tôi nghĩ thì cũng phải làm thường xuyên và cũng cần thiết ở những quy mô vừa phải, nên cả những ngày cả cái ngày nghỉ dài ngày hơn thì nên là tập trung vào không những trên địa bàn vùng trung tâm mà kể cả cái vùng xa hơn của huyện. Những điều kiện cần thiết thì chắc chắn là địa phương phải tham gia cùng với ngành hàng để mà tổ chức việc này, đảm bảo trật tự là tổ chức cả cái cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ cho nội dung này. Thì với một cái là làm như là cái làm như vậy thì cũng tạo điều kiện cho cái hàng Việt của xâm nhập vào địa bàn và ăn sâu vào với người dân của mình tốt hơn, và dần dần tất cả sẽ có những hiệu quả tốt hơn. Những cái khó khăn khi Bixi đi đến cả quyền để tổ chức đó là vì xa nên vất vả về nhân lực, rồi là về chi phí vận chuyển. Thực ra từ trước đến giờ là Bixi từ tổ chức kết hợp với Sở Công Thương, nhưng bây giờ nếu được Sở Công Thương và nhà nước có thêm cái hỗ trợ về thêm kinh phí, về thủ tục giấy tờ được duyệt nhanh gọn thì Bixi sẽ thuận lợi hơn trong cái việc là sẽ cố gắng tổ chức một tháng đi từ 2 đến 3 huyện. Vâng ạ, trước hết xin được hỏi ông Dũng ạ, ông nghĩ như thế nào về các ý kiến trong đoạn băng? Những cái ý kiến ở trong đoạn băng là hoàn toàn chính xác. Thứ nhất là cái việc tổ chức các cái phiên hàng Việt về nông thôn là cái mục đích của Sở Công Thương, tức là cũng mong muốn là giới thiệu các cái hàng Việt mà có chất lượng cao về nông thôn.
Tuy nhiên như đã nói lâu là những cái người tham gia vào đấy thì họ cũng gặp những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là cũng có nơi thì địa phương rất ủng hộ, nhưng cũng có nơi đến thì là họ nào là mặt bằng rồi nào là này khác cái gì cũng tên, vì họ nghĩ rằng là đấy là cái hoạt động kinh doanh. Thành thử là chúng tôi cũng rất là khó, mà thực ra Sở Công Thương thì nhiều khi cũng là trong cái hỗ trợ cái chủ trương là chính thôi. Thế thì cái này cũng rất là mong là các cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là các huyện xã hoặc trung tâm, thì trận khi có cái chuyện được đưa hàng Việt về nông thôn thì cũng cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi và tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức là được tốt hơn. Thì và chúng tôi cũng sẽ là trong cái giai đoạn sắp tới sẽ tiếp tục là nâng cao hơn và gọi là nhiều cái số lượng hơn ở cái các cái phiên hàng đưa hàng về nông thôn, và cũng hy vọng rằng là các cái doanh nghiệp rồi các cái hiệp doanh nghiệp trong hiệp hội của anh Sơn là vận động các doanh nghiệp tham gia thêm vào, để như vậy là để cho các cái hàng Việt là được phong phú hơn trong cái những cái lần mà đưa hàng Việt về nông thôn. Vâng. Liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng muốn hỏi ý kiến của ông Nguyên là như lúc nãy thì chúng ta đã trao đổi rằng là ban vận động mới chỉ thành lập ở tỉnh và có nhiều vùng thì chúng ta chưa vươn tới được, và như ông Dũng vừa trao đổi là mong muốn các cái ban ngành cũng như là các địa phương sẽ tham gia tích cực vào cuộc vận động này. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào, sắp tới thì ban vận động tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì ạ để có thể cuộc vận động của chúng ta có hiệu quả hơn? Vâng. Như chúng ta biết cái cuộc vận động này thì chỉ thành lập ở hai cấp, cấp trung ương, cấp tỉnh, cho nên cái việc mà để đưa các cái công tác nội dung tuyên truyền cũng như các cái chủ trương biện pháp để tới tận mỗi người dân cũng như cán bộ đảng viên thì nó rất khó khăn. Đây là một thực tế. Thì lâu nay thì phải nói ban vận động cấp tỉnh thì rất cố gắng, đồng thời trong quá trình triển khai thì phải nói ban vận động đã có nhiều cái giải pháp để phối hợp thực hiện cái vấn đề này. Đồng thời trên cơ sở là hệ thống của mặt trận thì phải nói mặt trận tỉnh cùng phối hợp với cái ban vận động của cấp tỉnh là phải nói hướng dẫn rồi kiểm tra đôn đốc cái hệ thống mặt trận triển khai tương đối đồng bộ, và phải nói trong cái chương trình hoạt động hàng tháng hàng quý cũng như 6 tháng một năm hàng năm thì phải nói là hệ thống mặt trận được triển khai. Nhưng mình mới chỉ mặt trận không thì cũng chưa được, mới một số thành viên tham gia cũng được, mà phải là cả hệ thống cùng vào cuộc. Thì vừa rồi là chúng tôi trong các cái kỳ họp thì đấy đồng chí Dũng Đinh Sơn cũng là trong thành viên của cái ban vận động, chúng tôi kiến nghị rất nhiều, kiến nghị trung ương làm thế nào là sắp tới là phải nên nghiên cứu để rồi là thành lập cái ban vận động này ở cả 4 cấp để làm sao cái thông tin cái chủ trương là đến với các cấp trên dưới xuống dưới và có cái triển khai một cách đồng bộ hơn. Hai nữa trên cơ sở đó thì phải nói rằng là cấp ủy các cấp phải vào cuộc một cách mạnh mẽ và phải coi đưa cái chương trình của cái cuộc vận động này thành một trong những nhiệm vụ chính trị của mình, và đồng thời đưa một trong những nội dung của cuộc vận động này để gắn với cái nội dung kết quả đánh giá xếp loại thi đua hàng năm. Thì chúng tôi đã có cái chương trình đó trên cơ sở là cái thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 264 thì cũng đặt ra cái yêu cầu này, tức là yêu cầu cả cấp ủy đảng là trong chương trình hoạt động của mình hàng năm thì phải đưa nội dung qua này vào, và đồng thời là trong xét thi đua và đánh giá kết quả thi đua hàng năm, xếp loại thi đua hàng năm cũng lấy đây là một cái tiêu chí. Nhưng thực chất mà nói thì trong thực tế là chúng ta chưa làm được điều này. Vâng. Thì đây là một cái vấn đề rất khó, nhưng mà sắp tới thì chúng tôi đã có những chương trình hoạt động mà chúng ta thấy rằng tập trung trong 4 vấn đề. Cái thứ nhất là phải nói là sắp tới cũng đề nghị cả cấp ủy chính quyền phải tăng cường cái lãnh đạo chỉ đạo đối với cái nội dung của cuộc vận động này. Thứ hai nữa là cái ban vận động của tỉnh là tăng cường hoạt động có hiệu quả hơn, nên là nhanh nhạy hơn và có nhiều cái giải pháp nó có thiết thực hơn và hiệu quả hơn. Thứ hai nữa là các thành viên của ban vận động thì phải hoạt động tích cực hơn, bởi vì cũng rất thông cảm ở chỗ này thế này, thì ban vận động các thành viên ban vận động đều là kiêm nhiệm cả, mà mỗi năm theo quy chế thì mỗi năm chỉ họp có 2 phiên thôi, 6 tháng đầu năm và cuối năm để rồi sơ kết đánh giá. Nên sắp tới là phải làm sao các cái thành viên này phát huy được cái vai trò của mình trên cái chức năng nhiệm vụ của từng cái thành viên để rồi là phát huy được để có những giải pháp và đồng thời tăng cường hoạt động có hiệu quả hơn. Thì giải pháp thứ hai, nội dung thứ hai mà sắp tới nữa là phải đổi mới mình tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, mà phải đổi, đặc biệt là đổi một cái hình thức đa dạng hơn và làm sao phải nó thiết thực gắn với cái thuần phong mỹ tục cũng như là các cái vùng miền để rồi tuyên truyền để người dân người ta hiểu được cái ý nghĩa mục đích của cuộc vận động này. Thì nội dung giải pháp thứ ba
là phải là có một cấu cái nhiệm vụ trọng tâm mà tập trung là phải đến với các cái vùng, các cái huyện vùng sâu vùng xa, các cái đồng bào ở cái bản làng vùng sâu vùng xa, để làm sao cái nội dung của cuộc vận động được vào, chứ phải là đưa được cả hàng vào nữa. Phải phối hợp, đặc biệt là phối hợp với Sở Công Thương để đây đưa cả cái chuyến hàng này. Đấy, mục đích thì nó thực chất là một chuyến hàng thì không được nhiều lắm đâu, nhưng cái ý nghĩa nó rất lớn. Như thế này đồng chí Dũng nói, ý nghĩa rất lớn để một mục đích để tuyên truyền, nhưng mà đưa cái thiết thực vào để người dân người ta thấy được. Và một vấn đề cuối cùng nữa thì phải là tăng cường hơn nữa cái giám sát của mặt trận các cấp đối với cuộc vận động này trong quá trình tổ chức thực hiện, để làm sao đạt được cái kết quả cao nhất, để tuyên truyền vận động một cách thiết thực hơn. Và đặc biệt là phải giám sát được cái việc các cơ quan quản lý nhà nước và quản lý thị trường trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Nếu không đảm bảo trong cuộc vận động này chúng ta thực hiện được cái quyền lợi cho người tiêu dùng thì cũng chưa phải thành công. Cái thứ hai nữa là trách nhiệm, làm thế nào để các doanh nghiệp, các nhà doanh nghiệp là phải quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm của mình sản xuất ra, và đặc biệt coi trọng cái thị hiếu của những cái gì cần người dân nâng cần để sản xuất đảm bảo theo cái cung cầu ở đây cho đảm bảo. Thì cái này thì chúng tôi đã có những cái gì, có cái chương trình hoạt động trong năm 2013 như vậy, mà đặc biệt là sắp tới chúng tôi phải phối hợp nhiều hơn với cái chỗ Sở Công Thương để làm sao tăng cường tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trong năm 2013, và đặc biệt cái tháng, những tháng còn lại của năm 2013 là đưa được các cái chuyến hàng về các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những cái huyện khó khăn miền núi đấy. Đấy, thì sắp tới có những chương trình như vậy. Vâng ạ, trước khi hỏi ý kiến ông Sơn thì tôi xin nêu ý kiến của một khán giả gửi về cho chương trình, đó là anh Nguyễn Thế Hùng, thành phố Vinh, có hỏi: tôi là người tiêu dùng, tôi thấy người tiêu dùng hiện nay rất thích dùng hàng Việt Nam, nhưng thực tế là muốn tìm hàng Việt Nam cũng khó. Chúng tôi đề xuất là nên có những cuộc gặp gỡ trao đổi giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng để cả hai bên cùng tìm hiểu về nhau. Thế thì về phía Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp thì có kế hoạch gì không ạ? Trước hết xin hỏi ông Sơn. Đây là ý kiến của anh Hùng rất là hay. Và cái ý kiến này thì chúng tôi là những nhà doanh nghiệp và đồng thời là các cái hiệp hội trên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng với hiệp hội các ngành nghề, thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp và có những cái chủ trương để như vậy là động viên và kêu gọi các doanh nghiệp mạnh cùng tham gia vào vận động chương trình này. Thì để chương trình này tốt hơn á, thì chúng ta phải nói với nhau một điều thế này này. Cái hàng Việt ấy, bởi vì đạt được 5 tiêu chí, trong đó có anh này hỏi, anh Hùng hỏi là có cái gọi là cái tính kịp thời ấy. Vâng. Đúng ạ. Cái tính kịp thời của hàng chúng ta hiện nay là đang chưa được đa dạng và chưa có tính kịp thời. Thì đó là ý của anh Hùng, một trong 5 tiêu chí đa thiếu đấy. Đó. Thì như vậy chúng tôi đang làm, và chúng tôi rồi đấy cũng sẽ nói rằng là cùng phối hợp với Sở Công Thương, chỗ anh Dũng, anh Hùng à. Thì như vậy là chúng ta sẽ tổ chức những cái trao đổi thường xuyên hơn, và có thể là dùng những cái phương pháp là đối thoại với người tiêu dùng. Vâng. Cùng với lại như vậy là làm sao để mà cho người ta có những cái phản ánh chân thực nhất để chúng tôi rút được những cái kinh nghiệm tốt hơn, để như vậy là tổ chức cái chương trình. Vâng. Người Việt ưu tiên dùng hàng người Việt. Vâng. Anh Minh ạ, một doanh nghiệp ở Quỳ Hợp cũng hỏi Sở Công Thương là: chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập sản xuất hàng tiêu dùng, thì tỉnh có chương trình gì để những doanh nghiệp mới như chúng tôi có cơ hội giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng biết với chi phí thấp nhất không ạ? Cái câu hỏi của anh thì rất là hay. Thứ nhất là cái việc là hỗ trợ cho các cái công tác đấy, gọi là công tác xúc tiến thương mại. Thế thì thứ nhất là anh có thể, nếu anh là doanh nghiệp thì anh có thể đăng ký để tham gia các cái hội chợ. Đấy là cái thứ nhất, tức là cái hội chợ thì tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí khi các cái doanh nghiệp tham gia vào các cái hội chợ để giới thiệu cái sản phẩm của mình. Đã. Thứ hai nữa là anh có thể giới thiệu cái sản phẩm của anh qua cái sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An, thông qua Sở Công Thương. Mà nếu như doanh nghiệp của anh mà có trong web thì anh có thể nối mạng với lại cái sàn giao dịch thương mại điện tử này. Và hoặc là nếu như anh chưa có trong web thì anh có thể trực tiếp gọi điện hoặc là trực tiếp đến là Sở Công Thương, ở đấy có một bộ phận là phụ trách
về cái sàn giao dịch thương mại, họ sẽ giúp đỡ anh, tức là giới thiệu các cái sản phẩm qua cái sàn giao dịch thương mại điện tử có cái tên miền là ecna.vn. Thì như vậy và hoàn toàn miễn phí, cái hoạt động này hoàn toàn miễn phí. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đang dần trở nên quen thuộc đối với người Việt Nam. Sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước, văn hóa tiêu dùng trong mỗi người dân Việt Nam. Hy vọng rằng đây không chỉ là cuộc vận động mà sẽ trở thành thói quen tiêu dùng cũng như là niềm tự hào về nền sản xuất của đất nước mình của mỗi người Việt Nam. Điều đó cần phải được xây dựng nên bằng nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp mà chúng tôi đã trao đổi trong cuộc đối thoại ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng chương trình đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website www.truyenhinhnghean.vn. Xin được cảm ơn sự trao đổi của quý vị khách mời trong chương trình này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.